Tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta đang có cái menu như này, đúng không? Bây giờ Dương đọc cho tôi giờ code làm sao để cho nó sang được menu hai cấp này. UL drop down. Thêm một cái UL drop down nữa nhé. Nằm trong cái LI này đúng không? Tôi để trang chủ ba. Trang chủ ba nhé. Rồi, xong. Đây là 3.1 này. 3.1. 3.2. 3.3. Xong rồi. Giờ làm sao để cho nó bung ra thành đây nó đang như này đúng không? Rồi. Giờ làm nào. Rồi, đọc luôn. Cho thằng nào? Cho thầy là tên drop down nữa. Nó sinh ra mới thì chúng ta vẫn cứ giữ drop down như bình thường, nhưng làm sao mà phải sổ ra lắm, thậm chí tôi bỏ class này đi cũng được luôn. Ông đặt kiểu gì? Để drop down 2 à? Thằng nhà quê. Làm sao còn ai khác không? Thôi dẹp thằng này đi, thằng này lớp trưởng vớ vẩn. Chứ sau này nhá, sau này bạn sẽ phải dùng code PHP để sinh ra những cái giao diện, sinh ra những cái menu này. Xong bây giờ bạn vừa phải thì ok, cái thằng đầu tiên thì mình có thể để cho nó không có class. Từ cái UL thứ hai, từ cấp thứ hai trở đi mình có class. Nhưng mà cấp thứ ba chả nhẽ lại phải tìm kiếm cái cấp nào là cấp thứ ba để mà drop down 2 xong lại drop down 3 xong drop down 4 à. Bị giảm người à. Chẳng ai làm thế cả. Nếu mà code như vậy ấy, thì người ta sẽ coi đấy là code khó maintain, không ai chấp nhận. Bây giờ chúng ta code phải hiệu quả nữa, chứ không phải là code để nó chạy được không. Chạy được code dễ lắm, quan trọng là code để sau này người ta dùng được. Rồi còn bạn nào nữa không? Có bạn nào đặt không drop down 2? Có ai làm được không? Ôi giời ơi. Có ai làm được à? Thế tí Nam đấm cả lớp nha. Không, tự đấm mình cái nữa nếu không làm được. Để ý này. Bây giờ mình đang sổ ra như này đúng không? Bây giờ mình đang sổ ra như này đúng không? Đây trang chủ 3 hover nó sổ ra một đống này. Đúng chưa? Nhưng mà bây giờ mình ngăn không cho nó sổ thằng cái mớ này ra. Thì mình giờ làm nào? Thì mình phải làm như sau này. Đây nhá. Nếu mà UL LI đây mình đang tính là tất cả thằng UL drop down nằm ở trong. Đúng không? Tức là bất biết nó có phải là con trực tiếp hay không, hay là cháu chắt chút chít gì cũng bung hết ra. Đúng không? Thì mình sẽ làm như sau này. LI lớn hơn UL drop down. Một phát thôi này. Sổ xem nhá. Ủa, không được này. Bù lão. Chờ tí. LI đây. Hình như mình có gì gì sai sai không ạ? Chờ đi. Đây. Cái này thì phải. Đây rồi. Thấy chưa? Mình sẽ đặt thêm cái này vào. Mình sẽ đặt thêm cái NAULLI 2.hover thì tìm đến thằng con trực tiếp thôi. Bây giờ tìm thằng con trực tiếp của nó thì mới display block. Được chưa? Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái thẻ của chúng ta khi mà không phải con trực tiếp ấy, hover vào ấy, thì không phải con trực tiếp thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Thì mình sẽ hover vào đây nó sổ ra này. Được chưa? Tiếp này. Tiếp nhá. Bây giờ cái thằng của nó ở này nó đang sổ thẳng xuống dưới đúng không? Rồi bây giờ mình làm cho nó không sổ xuống dưới. Thì mình sẽ có như sau này. Cực kỳ dễ, thêm đúng một dòng thôi. UL ở đâu? NAV cách UL cách UL cách UL chấm drop down. Được chưa? Thì sao? Top
bằng 0. Left bằng 100%. Được chưa? Bây giờ mình nó đang bị dày quá đúng không? Chúng ta sẵn sàng set luôn cho cái LI của chúng ta đâu nhỉ? Width bằng 120 đúng không? Tôi cho bằng 170 pixel coi xem nó có rộng ra không. Quả nó không rộng ra này. Có rộng ra một tí. Đúng không? Đấy. Xong chưa? Bây giờ 4 cấp cũng được. 4 cấp cũng ra luôn. Đúng nhá. Bao nhiêu cấp cũng thế, chúng ta không thay đổi cấu trúc quá nhiều của class CSS. Xong thêm có đúng hai dòng. Một cái là cái dấu này. Một cái là cái navul.dropdown. Như bình thường người ta còn bỏ cái chữ dropdown đi. Bỏ cái class này đi. Chỉ giữ ul, chỉ có cấu trúc ulli thuần thôi. Đây là dòng. Được chưa? Đấy mới là làm chuẩn. Đây là tôi còn code bồ láo. Xong chưa? Các bạn test thử xem. Test thử xem có được không? Làm 2 ngày. Người ta làm 2 dòng. Không thể chấp nhận. Được chưa nhỉ? Test đi. Chứ còn code mà người ta không dùng thì cũng vứt đi đi nhá. Rồi. Đây cho các bạn xem qua cái menu bọn làm chuyên nghiệp này. Đâu nhỉ đây. Đây, đây là menu chuyên nghiệp này. Đúng chưa? Đúng chưa? Còn đây là cái khái niệm này này. Nhìn đó. Nó sổ ra hết này. Rộng bằng cái thằng thẻ bao ngoài này. Cái này người ta gọi với khái niệm là mega menu. Mega menu. Bây giờ chúng ta làm cái mega menu nhá. Còn thắc mắc gì cái phần kia không? Rồi bây giờ chúng ta làm mega menu nhá. Làm luôn. Ngó lại cấu trúc của HTML đã. Đây. Chúng ta chuột phải vào xem cái thẻ bao. Đây chúng ta có thẻ UL này đúng không? Bạn xem này. Thẻ UL này của chúng ta rộng 960 pixel đúng không? Được chưa? Cái mega menu sổ xuống nó cũng sẽ rộng đúng bằng 960 pixel. Nó sẽ như thế này. Đây. Chúng ta đang có cái menu trông như thế này đúng không? Đây rộng coi như là rộng hết màn hình đi. Rồi. Menu của chúng ta bắt đầu từ đây và kết thúc ở đây. Được chưa? Có các cái trang chủ này danh mục cái gì thì ABC đi ra. Bây giờ tôi muốn hover vào đây. Ấy thì sẽ có một cái thẻ nó sổ dọc xuống như này, kéo dài hết cái độ rộng 960 pixel. Chỉ hover vào đây thì sổ như này thôi. Giờ làm nào để áp dụng cái này. Các bạn nghĩ thử xem là giờ mình chưa cần hover, mình sắp xếp một cái thẻ div nằm trong cái LI này mà nó có chiều rộng bằng với cái UL thì giờ làm sao? Bạn nghĩ làm cách nào để nó rộng hết được một cái? Không biết được. Thằng này chắc chắn là phải có cái gì? Thằng này có cái gì? Thuộc tính gì? Thuộc tính các bạn? Width có bao nhiêu? 960 pixel. Sai. Sai. Có gì? Thứ nhất là làm sao nó nằm ở dưới cái thẻ LI này. Position. Absolute. Đó, sao nữa? Cách tốt bao nhiêu? Cái kia là 45 pixel. Tốt. 45 pixel. Thế left và right là bao nhiêu? Nếu mà left không thì nó sẽ bắt đầu từ đây này. Nó sổ xuống từ đây này. Đúng không? Left không, right không nó bằng này này. Đấy. Chúng ta đang vướng thằng LI. Đây là thằng LI đang có related. Đúng không? Được chưa? Bây giờ làm sao để bỏ related đi? Nghĩ
nghĩ thử ra nào. Tôi gợi ý cho chúng ta có một cái thuộc tính là position bằng static, nó sẽ bỏ thuộc tính relative đi. Nhưng mà hiện tại đang đặt NAVULLI là position bằng relative sản lượng, giờ làm sao để bỏ này? Cho từng trường hợp có mega menu không? Giờ làm nào? Làm nào? Ví dụ tôi để cái thằng danh mục là mega menu, à cái thằng giới thiệu là mega menu nhá. Rồi. Giới thiệu. Đây đúng không? Rốt cho thêm nó một cái class bằng mega trừ menu. Xong. Viết vào. Còn chờ đợi gì nữa? Cho một class là mega menu này. Cho thẻ li nào xác định sẽ là mega menu ấy. Được chưa? Xem tiếp này. NAV cách UL cách LI chấm mega menu thì có gì? Position bằng static. Hết chưa? Thì nó sẽ tự động nó hết cái mega menu đó. À, nó sẽ tự động nó hết cái position và relative cho chỉ có những cái thằng có class này thôi. Tiếp nha. Xong chưa? Tiếp theo này. Chúng ta đang có NAVULL đúng không? Đây NAVULL list style none list style thay cái gì gì đấy đúng không? Bây giờ chúng ta set thêm cho nó một cái là position bằng relative nữa để nó làm cái mỏ neo để cho những cái thằng cháu chắt chút chít con cái gì đấy của nó bám vào đúng không? Được chưa? Xong. Bây giờ cái thằng giới thiệu đúng không? Mình sẽ thêm cho nó một cái thẻ deep nữa. Deep class. Không class cũng được nhưng mà cho class vào cho nó rõ ràng. Class bằng menu content đi. Mega content. Xong vứt đấy. Tí nữa chúng ta viết nội dung cho nó xong. Mega content. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Giờ chúng ta có gì? NAV cách UL cách LI chấm mega menu lớn hơn chấm mega trừ content sẽ có cái position bằng absolute này, có top bằng 45 pixel này. 45 pixel này. Chúng ta có left bằng 0 để cho nó rộng hết của thằng cha nó, của thằng được đính vào ấy. Chúng ta có thêm right bằng 0 luôn này, tự động là cái này nó rộng hết màn hình. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có min 2 bằng khoảng 200 pixel nữa. Background bằng màu aqua.
xong nhờ. Test đi. Sao? Đúng nhờ? Đây này, các bạn thấy tôi hover vào đây này thì nó sẽ vào cái thẻ giới thiệu này đúng không? Thẻ giới thiệu con tự động nó active lên đúng không? Bỏ ra này, mất này. Rồi, tiếp tục. Tí nữa. Display None. Bây giờ mega menu mà hover. Nhầm. Bây giờ tôi đang có, để tôi coi nào. Đây là e-hover drop down đây đúng không? Chúng ta phẩy thêm cái nữa. Copy cái này về sang bên cạnh. Bây giờ không phải trỏ đến cái UL drop down nữa mà trỏ đến cái mega trừ content display bằng block, thế là xong. Phẩy thêm cái này vào nữa là xong. Xếp xuống và bây giờ chúng ta test. Danh mục vẫn ra danh mục bình thường đúng không? Trang chủ vẫn ra trang chủ bình thường này. Giới thiệu này. Wow, xí đòn. Xí đòn. Chờ tí. Chấm mega trừ menu. Rồi, xong. Đúng không? Các bạn thêm cái đoạn dòng này vào cho tôi nhé. Đấy, xong tích check xem có được không. Được chưa? Nên chúng ta đã làm xong 3 loại menu. Drop down thường, multiple drop down và mega menu cho một cái phần danh mục thôi. Có mấy cái hiển thị chúng ta làm gần hết rồi. Đúng không? Còn một loại nữa. Vẫn còn một loại nữa, đó là menu dọc. Xong đi nhỉ? Có bạn nào gặp lỗi không? Thì ơi luôn để tôi xuống tôi xem nhá. Đâu, vấn đề bạn có team view không? Để cái team view nhé. Đi đấy, làm gì đấy? Không phải cho background, nó có màu đấy. Đây không có background đâu. Background power. Rồi đây. Bởi vì nó cách xa này bởi vì cái UL đúng không ạ? Cái line sau này là không ai. Này cốt không được bị lúc cốt UL gọi thật. Class, chia sẻ bắt đầu ạ.
phải biết được nó đóng ở đâu, nó mở ở đâu. Nhìn không ai rõ luôn. Tát nó vào xong chứ. Đâu biết là đâu ra, là đâu là con. Sai cùng đủ. Được chưa? Xong chưa? Còn bạn nào không làm được không? Không, tôi chuyển sang phần khác này. Nhắc cái mega menu của chứ.
đâu? Mở UL về đâu? Cái này đi phải mở đâu? Không làm nhầm file đúng không ạ? Đây là sửa 8 này. Đây. Đâu còn ai nữa? Đâu? Gì đấy? Làm cái gì này trời? Giờ nó nhét vào trong cái A ông Khánh á. Đây ông nhét U L vào cái A. Nó rồi nó chạy như thế này đâu. Nó chạy bằng răng à. Season là absolute mà là relative mà. Đây là cái gì mà ông thầy sau
bạn kia để UL nó cũng chặn, nhưng mà do nó để sai cái thuộc tính rồi. Xong chưa? Còn vấn đề gì không? Cho cái thẻ div ở trong này chúng ta code như bình thường nhá. Code các HTML các thứ kiểu như bình thường. Đấy là về cái mega menu này. Tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn sắp xếp nhá. Đây là về menu.html đúng không? Chúng ta sẽ sang một phần mới, đó là sắp xếp nội dung ở phía dưới trang website của mình. Thì chúng ta có những cái gì? Nhưng mà sợ này cái ông Nick làm được. Rồi nhá, từ từ đã. Chúng ta bây giờ trước cái đấy chúng ta sẽ chuyển sang phần này. Để tôi coi nào. Vẫn tôi bắt code lại cái trang này nên. Trông có vẻ được phết. Tròn. Làm lại trang này nhá. Nhưng mà như vậy thì các bạn không có mẫu. Không có cái mẫu để làm. Để tôi coi, để tôi ngắm đi đã. Xem là có ổn không. Thôi cứ làm chẳng làm sao chúng con đi cho nó an toàn. Bởi vì chúng ta về chúng ta không có mẫu thì cũng không làm được. Đây, làm lại trang này. Như mọi kỳ, như mọi lớp. Thích thì viết luôn quảng cáo vào cũng được. Chẳng vấn đề gì. Bây giờ chúng ta làm lại cái trang này. Bây giờ các bạn nghĩ thử cho tôi xem là cái trang này ở cái phần đầu này, cả cái cục này, cả cục từ từ rìa này nhá, hất xuống dưới hết cái menu thì chúng ta phải làm như thế nào để có thể làm được cái menu ở cái phần header này. Làm như nào? Nghĩ thử thế nào? Đúng rồi, có một thẻ báo ngoài là thẻ header rộng 100%. Xong rồi sao nữa? Cho hai thẻ div. Đây bạn lên bạn vẽ cho tôi. Vẽ cái cấu trúc là mình sẽ có những cái vùng bao nó như nào. Xóa bảng đi. Phần header nha. Vẽ rộng ra. Như ông làm gì ấy. Không, vẽ ô. Vẽ là vẽ ô ấy. Ví dụ đây là cái trình duyệt này. Được chưa? Bây giờ vẽ nguyên cái phần header này ra. Cho tôi. Xem là vùng nó sẽ chia được vùng như thế nào. Thì sai rồi. Thật, sai thật. Vậy nhìn lại máy của mình đã. Ở trên này độ phân giải nó thấp, cho nên bạn không phân biệt được rõ ràng hai cái viền ở phía ngoài đâu. Bạn về bạn xem cái máy của bạn trước, sau chạy tiếp bên đây. Bởi vì cái độ phân giải này nó rất là thấp. Các bạn để ý này, cái viền này nó bắt đầu từ đâu? Thấy không? Và cái thằng này đảm bảo với các bạn nó kết thúc ở một cái chỗ mà nó cũng cách đều hai bên như vậy. Đây này. Thấy không? Thấy vùng màu cam hất ra ngoài không? Đấy. Ở trên cũng vậy. Đây này. Thấy không? Thấy chưa? Chứ không phải là toàn bộ nó rộng hết đâu. Xem lại, vẽ lại nào. Thank you.
Sao? Có đúng không? Hả? À? Không à? Lên bổ sung đi, không thì sửa đi. Sai đâu? Ở dưới thì đúng, ở trên chưa đúng. Không, mình gom nó vào một thế cũng được, không vấn đề gì cả. Ở trong mình chia sau, mình tính sau. Nhưng ở phía trên chưa đúng không? Để tiếp. Cái thẻ của một lọc vòng thêm. Giờ mới đúng này. Bây giờ đúng này. Thấy chưa? Chúng ta sẽ làm đúng như này luôn. Rồi nhá, bắt đầu làm nhá. Chúng ta tạo một cái file HTML mới là làm sao? .html public CSS thì chúng ta tạo thêm một file CSS nữa là làm sao? .css. Hai file này chưa có cái gì cả. Cái gì đấy, ông ư cái gì đấy? Được chưa? Trong cái làm sao .html chúng ta code HTML cái khung đã. Cái thẻ link thì chúng ta link đến cái file làm sao.css. Cả cái vùng mà các bạn vừa vẽ, cả cái vùng đấy thì chúng ta cho nó một cái vùng là vùng header. Class là top header. Thằng nào ấy tắt tiếng máy đi. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta CSS cho nó đã. Mở làm sao .css ra. Bây giờ chúng ta có phần header top gạch ngang header sẽ có min 2 bằng 100% và background là aqua cho nó xem giờ nó trông như nào đã. Min 2 bằng min 2 bằng 200 pixel. Được chưa? Chúng ta sửa lại cái menu.html này thành làm sao.html. Nó có một khoảng cách ở phía ngoài đúng không?
Vậy thì chúng ta phải cho nó thêm một cái CSS nữa là sao? Đóng mở ngoặc, margin 0 và padding 0. Check lại, rồi bung hết ra ngoài, thế là được rồi. Tiếp theo, chúng ta xây dựng ba hai cái vùng ở trong này. Thì cái vùng đầu tiên là cái vùng tôi có một cái vùng section là class. Phần này mình để là cái gì bây giờ ta? Không phải logo. Đây là top này, chẳng biết đặt tên là cái gì thì xem nó đặt là cái gì mình ăn cắp. Header top, header inner. Đấy thì có top header rồi, có header top. Hơi ngu ngu gì. Thôi thôi, cắt cái này đi. Đấy, cái này vào đây. Và chúng ta để ở đây là header 2.first try. Header first try được rồi. Thì nó vẫn giữ nguyên như vậy mà. Header 2.first try là cái thẻ header đầu tiên của trang của mình. À còn cái class ở dưới này, chúng ta đặt cho nó tên một cái class là container. Cái class container này chúng ta sẽ giới hạn lại cái chiều rộng vì cái thẻ header nó rơi vào này. Đây là cái thẻ header. Còn cái thẻ container của chúng ta nó rơi vào này. Rơi vào này. Đây là cái gì ạ? Của header. Đây là cái thẻ container nằm trong chứa ba cái nội dung là logo. Logo, search bar, đây là favorite, viết tắt của cái favorite, yêu thích. Để chúng ta CSS tiếp cho cái thẻ container, chúng ta có thẻ container width bằng 960 pixel, margin auto. Để cách đều ra. Thẻ này luôn luôn có thuộc tính như này. Tất nhiên chúng ta cũng viết tiện tay thì viết luôn thẻ clearFix. ClearFix after và clearFix 2.before. Có cái clearBot content và display table. Tiện tay thì viết luôn, đằng nào cũng phải viết. Ở phần này ở phía dưới này, tôi sẽ comment vào đây là begin header. Copy phần này, paste xuống dưới. Đây là end header. Còn phần ở phía trên này là những cái class được sẽ được dùng chung, chứ không của riêng phần header hay phần body hay là phần footer gì cả. Xong chưa? Đây, code đây.
Được chưa? Tiếp tục này. Ở trong cái container này chúng ta sẽ có một cái div có class bằng logo. Đã đặt cái logo vào đây. Trong này chúng ta có một cái thẻ A, có href bằng dấu thăng. Và ở trong thẻ A này nó sẽ chứa cái thẻ img. Img thì tốt nhất là chúng ta đi copy cái ảnh nó về, hoặc là lên mạng kiếm một cái ảnh đấy nhét vào. Thì các bạn cứ viết xong cái này đi rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lên trên trang của nó đi lấy cái ảnh của nó về. Được chưa? Tiếp theo này, bây giờ đi copy ảnh nó về. Chúng ta vào trang cái trang làm sao.com này, chúng ta chuột phải vào cái ảnh trên này. Thấy cái link không? Copy cái link này. Mở ra một cái tab mới pẹt xuống. Đây sẽ là cái ảnh. Copy cái ảnh này về. Save image as. Bây giờ trỏ vào trong cái thư mục của chúng ta. D1 này. L08 này. Public này. Image này. Đây chúng ta đổi tên nó thành logo.png. Xếp xuống. Và chúng ta ở trong cái bây giờ sẽ thấy cái logo.img đúng không? Thì src bằng public. Sược image sược logo.png. Nhét cái ảnh vào. Được chưa? Ra ngoài trang của mình xem. Đây làm sao? Được chưa? Tí nữa mình sẽ bỏ cái background của cái thằng header này đi. Phát là xong. Bỏ cái aqua đi. Đó, nó sẽ lên như này. Cái header first try này chúng ta sẽ thêm một cái margin top. Margin trừ top bằng 20 pixel.
nhét vào đấy và min 2 chúng ta bỏ nó đi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nó wow, sao không cách chúng ta header này. Bỏ này đi, Margin trừ top ở đây, chấm phẩy chứ không phải hai chấm. Đó, cách ra một khoảng này hơi nhiều. 10 pixel thì là hợp lý đâu. Chúng ta để ra khoảng 10 pixel thôi. Margin top 10 pixel cho thằng header first try. Được chưa? Ở đây của mình thì chưa có CSS gì cả. Tiếp theo này, chúng ta ngó về cái phần này trước đã. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái logo. Nó đang làm sao? Chiếm toàn bộ nội dung của cái dòng này. Cho nên là các bạn bây giờ có làm gì nó cũng không đặt hàng ngang hàng nó được, đúng không? Giờ chúng ta phải đổi, viết thêm CSS cho nó. Đó là cái thằng div có logo. Thì chúng ta sẽ có cho nó là float left. Có width bằng 300 pixel chẳng hạn. Đây, 300 pixel. Thì nó chiếm bằng này thôi. Sau đó chúng ta viết thêm những cái nội dung khác vào thì nó sẽ đẩy sang bên tay trái và bên đẩy sang bên tay phải của cái thẻ này. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ phải khoanh vùng thêm một vùng nữa cho cái thằng search bar ở bên cạnh kia. Chúng ta sẽ có một cái div class bằng search bar. Trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ input time bằng text và một cái thẻ button time bằng button. Tôi để đây chữ search đi. Giờ xem nó sắp xếp như nào đã rồi chúng ta xử lý tiếp. Cái thẻ input của chúng ta viết vào đây, placeholder viết tiếng Việt vào đây là tìm kiếm nhé. Để cho nó xuất hiện cái này, cái chữ tìm kiếm này.
Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài, nếu mà xong rồi chúng ta sẽ ra ngoài đây. Chúng ta dùng cái developer tool này để kiểm tra nó, để check, để viết CS cho nó. Đây chúng ta có deep search bar đúng không? Chúng ta nhìn thấy nó chiếm hết một vùng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái class cho nó như sau, CS cho nó như sau. Search bar này chúng ta sẽ xử lý là display bằng inline block này. Xong. Bây giờ nó ngắn bằng này. Chúng ta có width bằng khoảng 500 pixel. Được không ta? Hơi rộng. 400 thôi. Width bằng 400 pixel. Margin auto căn giữa rồi. Bởi vì cái thằng logo nó chỉ chiếm đến cũng không phải không auto được. Ok nó đi. Tiếp theo chúng ta sẽ có take a line center để cho cái chữ của nó, tất cả những cái nội dung của nó căn giữa vào trong đúng không? Được chưa? Xong. Thì đấy là sẽ là nội dung tạm thời của thằng size 3 này để xác định cái nội dung nằm ở trong nó. Thì chúng ta copy hết. Copy hết cái nội dung này. Copy hết nhá. Display inline block này width 400, take align center. Thì chúng ta sẽ vào trong cái làm sao.css, chúng ta viết .search3 pet cái nội dung vừa rồi lên đây. Bỏ cái margin auto đi. Viết vào. Đấy là cách chúng ta sử dụng developer tool để ướm thử cái CSS trông nó như thế nào. Xong chưa? Tiếp theo lại lên đây ướm tiếp. Với cái input này chúng ta tính sao? Bây giờ các bạn check nha. Input này thứ nhất chúng ta phải cho nó rộng ra để cho nó giống cái mức biểu mẫu bên này đúng không? Rất là rộng. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó một cái width bằng khoảng 300 pixel. Đây tương đối đủ dài rồi. Tiếp theo là height cho nó chiều cao bằng khoảng 30 pixel. Rộng ra đúng không? Line 2 cũng bằng 30 pixel nữa để cho chữ nó đúng căn đúng ở giữa. Tiếp theo chúng ta có cái để cho nó bo góc thì chúng ta có thuộc tính gì? Border radius bằng 10 pixel. Và cái này phải bằng 15. 20 pixel đi. Cho trông nó mềm. Được chưa? Bây giờ làm sao để cho chữ tìm kiếm nó lùi vào trong. Đúng nghĩ. Padding gì? Padding left bằng 10 pixel. Đúng chưa? Nó lùi vào trong chưa? Rồi. Tiếp theo là cái border này nó đang bị grave này, nó đang bị trên đậm dưới nhạt này. Bây giờ chúng ta muốn toàn bộ cái border của thằng này nó cùng một màu làm ra. Nó không đậm nhạt như này nữa. Dùng gì? Thuộc tính gì ảnh hưởng đến border? Thuộc tính border chứ cái gì? Đúng không? Một pixel solid. À nhầm. Solid
Được chưa? Bây giờ mình set màu cho nó là màu CCC. Cái thằng này chắc mình phải cho lên 40 pixel, 35 pixel gì đấy. Trông nó vẫn cứ bé bé của gì ấy. 35 pixel. Line 2 cũng bằng 35. Xong chưa? Xong. Giờ sao nữa? Bấm vào nó đang có cái outline. Cái này gọi là thuộc tính outline. Thì từ từ, bình cái đấy bình tĩnh. Bây giờ chúng ta copy hết cái nội dung của cái thằng này. Copy hết cái nội dung của thằng này. Chúng ta sẽ có cái class là search bar trỏ đến input. Nhét vào đây, width 300, 235, line 235, border radius 20, padding left 10, border 1 pixel solid CCC. Xong chưa? Đó. Tiếp theo để bỏ cái outline này thì chúng ta chỉ thấy khi mà chúng ta kích chuột vào đây thì nó mới bật lên cái outline đúng không? Đúng không? Bây giờ là sao? Khi trạng thái nào là khi trạng thái mà chúng ta kích chuột vào, dí chuột vào cái con trỏ nó nhấp nháy? Trạng thái gì? Hover là đây này. Đây gọi là hover này. Còn kích vào đây cơ mà. Đúng rồi. Search bar input 2 chấm focus thì outline bằng none và border sẽ có thuộc tính là 1 pixel solid, màu là màu aqua luôn, nó thành màu xanh. Đây chúng ta coi. Rồi, màu này nó sáng thế. Chẳng nhớ cái màu của nó là cái màu gì. Thôi dẹp đi. Khỏi cho cái màu vào, kệ. Đấy, nó không còn màu gì nữa cũng được. Đây. Bây giờ làm sao để cho cái button nó nhét được vào trong cái input?
công việc của các bạn đấy, làm sao cho cái button nó nhét được vào trong input. Đây, button này. Xong xong cái kia chưa? Xong này chưa? Rồi, giờ nghĩ cách cho tôi làm sao cho cái button này nhét vào trong input và cho cái logo của nó chuyển sang cái kính loop. Và cái chữ của nó chuyển sang kính loop. Phòng. Rồi, bây giờ dùng phong awesome nhá. Tốt nhất là đi copy lại cái đường cái thẻ link ở bên kia, paste vào đây. Paste vào đây. Xong. Bây giờ cái button này không phải là search nữa mà chúng ta chuyển thành thẻ y có class là FA. Và là FA gạch ngang search. Cách FA trừ 2x cho nó phóng to ra. Nhét cái link của phongawesome.min vào cái bắt cái chữ search ở trong button chuyển thành e class fa fa search fa 2x cho nó to ra. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là cái này nó chuyển thành button đúng không? Bây giờ nhét cái button này vào trong position đã. Rồi đọc cho tôi xem nào. Đọc đi, bạn đọc đi. Sai sửa. Position absolute. Nhưng absolute phải đối đính với cái gì chứ? Đối tiếp cho thằng nào? Cho header ấy à? Ông vải nó một cái như thế. Nó lên tha lên thuyền. Position cho thằng nào? Thẻ button đang nằm ở đâu? Search 3. Được chưa? Bây giờ cái search 3 này phải có position bằng relative. Sau đó search 3 trỏ đến button thì nó sẽ có là position bằng absolute. Và bây giờ set như nào, thuộc tính như nào? Absolute rồi này. Bây giờ button đây. Button đây. Giờ chỉnh kiểu gì? Top bằng 2 pixel cách lùi ra. Right bằng 5 pixel. Ồ, không được rồi. Ùn vào. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cho nó một cái bottom. Bottom bằng 2 pixel nữa. Được chưa? Xong rồi mình sẽ có cho nó một cái width bằng 20 pixel. 30 40 pixel. Giảm con thằng này xuống còn 60 pixel. Right 60, top 2, bottom 2, width 40 pixel. Cho nó to vật ra như này. Tiếp theo này, bây giờ chúng ta phải làm cho nó mất cái nền đi để cho người ta không nhận ra đây là cái button. Thì chúng ta sẽ có cái border bằng none, background bằng FF. Bây giờ
Bây giờ chúng ta sẽ rocket ride này, chúng ta phải lùi lại tí nữa. Đó, lộ. Cạt lộ lộ. Drive 55 pixel. Sau đó chúng ta có cursor bằng pointer để cho khi người ta hover chuột vào nó sẽ hình thành hình bàn tay, nó dễ nhận biết. Đây, còn đây này, bấm vào thì nó có outline, đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ phải bỏ cái outline đi. Thì chúng ta copy cái nội dung này đã. Copy cái nội dung này đã, paste vào trong này. Search bar button có position absolute, top 2, bottom 2, right 55, right 55, width 40 pixel, bottom bằng 2 pixel, border none, background màu trắng, cursor pointer. Bây giờ để bỏ cái outline đi thì cái sự kiện của nó là active thì phải. Active outline none. Đây đúng kiểu trò chơi xếp hình. Xếp hình nọ đè lên hình kia. Được chưa? Test. Ồ, kích vào vẫn bị này. Xem trạng thái của nó là trạng thái gì. Visited. Không phải. Focus. À đây rồi. Button focus. Bật cái lại số sang đây. Làm gì vậy trời? Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta ổn lùi cái... Chúng ta đang thấy cái thằng này nó hơi cao rồi. Hơi cao so với cái ảnh đúng không? Bây giờ chúng ta ủn lùi nó xuống. Search bar này bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái thích thì padding top bằng 10 pixel nữa. Giờ. Không được rồi. Chạy. Margin top. Đó. Margin top bằng 10 pixel. Thêm cái đoạn này vào trong cái thằng search bar. Search bar sẽ có margin top bằng 10 pixel. Đó. Và bài tập của chúng ta từ giờ cho đến 9 giờ 50 phút là làm nốt cho tôi cái phần bên kia. Ok. Hình trái tim và cái hình người này ở Phong Awesome cũng có. Có nhá. Bây giờ việc của các bạn sẽ phải làm nốt cái này. Từ giờ đến cuối giờ mà không làm được thì tôi bảo Nam đập. Làm nào làm. Đó, code tôi đẩy lên rồi, các bạn làm đi. Chị Linh mà không làm được thì Nam đập nhé. Thank you.
Okay.
có thể là bèo có thể là kiên phải là dùng spa bên cạnh chữ là đây là đây chữ yêu thích để làm rồi chữ yêu thích Thank you.
Thank you.
Thế okay.
Nam đang ngồi được sướng đấy. Đoán bừa. Có cách dễ hơn mà không phải CSS cho lần nhất cái thẻ yêu ở trong nhà phê. Chẳng có gì không dùng được cả. Nghệ thuật nó là mình lợi dụng những cái thuộc tính có sẵn ở trong các thẻ của mình đỡ phải CSS. Ông thử xem có đúng không? Được chưa? Đúng không? Rồi. Tao giỏi tại. Rồi. Khổ, nãy giờ cứ hiểu. Trong khi người ta cũng có vài ba chục cách làm khác nhau. Massage 6 ngày.
bài tập về nhà của chúng ta là làm lại cả cái menu và cả cái phần favor. Menu tôi chỉ làm hết rồi còn gì chỉ bê vào nha. Tối ngày mai nộp. Được chưa? Rồi vậy thôi, hôm nay chúng ta chỉ vậy thôi. Điểm danh đi lớp trưởng rồi.